Chiều nay Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tuyên truyền tháng 10, định hướng công tác tuyên truyền tháng 11. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất đánh giá trong tháng 10, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương thường trú trên địa bàn đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo, định hướng của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo yêu cầu đề ra hoạt động báo chí đúng tôn trì mục đích, tạo sức lan tỏa không khí phấn khởi, đồng thuận cao cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, có phần vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó tập trung đưa tin phản ánh đậm nét các chuyến thăm làm việc của các đồng chí lãnh đạo trung ương, đoàn khách quốc tế tại tỉnh. Kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, hội thảo khoa học quốc gia những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới do ban tuyên giáo trung ương tổ chức tại Ninh Bình. Lễ trao thường quỹ khuyến học khuyến tài đinh bộ lĩnh lần thứ 13, chương trình nghệ thuật miền lau trắng bản tình ca miền di sản, liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống không chuyên tỉnh Ninh Bình. Công tác chuẩn bị tổ chức Festival Ninh Bình năm 2023 đồng thời phản ánh sâu rộng kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Định hướng tuyên truyền trong tháng 11, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 22, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã theo các văn bản của Trung ương của tỉnh các sự kiện ngày kỷ niệm quan trọng đặc biệt là 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, lễ công bố huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới